Vâng, xin chào các bạn. Tiếp tục quay lại với cái chương trình quay bán nhà chính chủ, và hôm nay Huy sẽ đưa mọi người vào tham quan một cái căn nhà phố liên kế rất là đẹp, 5 x 16 nha, hướng Nam, ở tại khu dân cư Hoàng Hoa. Và cái đường này nó cách đường Nguyễn Nguyễn Bình chỉ mất khoảng độ 70 m thôi, lòng đường 7 m, vỉa hè mỗi bên 1 m, và căn này hướng trực trực diện Nam nha. Một trệt, một lửng, hai lầu và áp mái rất là đẹp, ở phong cách thiết kế tân cổ điển, và gia chủ đang làm hoàn công đó, tất cả đã làm xong mới 100%. Cái căn này được xây trường đường trước là 2 m nha, quy cách trường sau 1 m, và ngay cái không gian chỗ này vào 2 m, chỗ này chúng ta làm một cái sân nhỏ nhỏ thôi. Và căn này anh ấy đã thiết kế cái công năng làm cao hơn so với mặt đường phải đến 2 mét nha. Ở chỗ này tôi nhấn mạnh là chỗ này không có bị ngập đó, anh ấy làm cao hơn mặt đường rất là nhiều, là cao gần 2 mét. Đây là cái không gian chỗ này chúng ta có thể để xe này, xe hơi hoặc là phòng khách. Anh ấy đã làm sẵn cái không gian phòng khách chỗ này, khu gần một thang này anh ấy làm tủ rượu cũng như là để tivi. Ở đây là không gian của khu vực bếp này, tất cả nó đã làm sẵn sàng để chúng ta vào, chỉ việc gắn những cái đồ nội thất vào nữa thôi, đồ điện tử đó. Mặt đá này, đá mắc bồ nha, đá hoa cương và đá mắc bồ này, vách kiếng lắp vào đây để cho tiện cho cái việc chúng ta nấu nướng, dọn dẹp vệ sinh này. Toàn bộ tủ gỗ là đồ ăn Cường nha, tủ bếp trên, tủ bếp dưới đầy đủ ạ. Và cái đồ lavabo này thì cái hiệu này là hiệu LSH, thì tôi cũng thấy nó không có nổi tiếng trên thị trường đâu, nhưng mà nó cũng rất là chắc chắn này. Đó, đã làm lắp xong đầy đủ hết rồi và đang chờ hoàn công, thì anh cũng có đóng thạch cao giật cấp lên, giật 2 cấp, và có gắn tất cả là hệ thống đèn LED. Đây là cái khu không gian khoảng đằng sau 1 mét đây. Trong cái đằng sau 1 mét này thì anh có thiết kế này toàn bộ là cửa nhôm kim long, và cái khu vực này là khu vực toilet của phòng tầng trệt. Anh đã chuyển hết đằng sau, đang chờ để hoàn công xong thì anh sẽ gắn cái mái che vách kiếng lên đó. Hoàn công thì cũng kiểm tra nội nghiệp các thứ là xong hết rồi. Đây là khu vực anh cũng ốp lát lên đến mức là 2 m rưỡi nha, khu vực sân sân phơi. Tất cả chỗ này anh đã để sẵn cái tủ điện cũng như là máy lạnh, và để máy giặt chỗ này, sau này chúng ta sẽ để máy giặt ở đây. Và bên này một trệt như này thì được diện tích sàn là 65 m². Và bây giờ mọi người hãy theo tôi đi lên tham quan trên cái thiết kế ở trên lầu 1, lầu 2 và lầu 3 nha. Ở cái cầu thang bên này thì anh cũng làm rất là khá là hợp lý nha. Chuyển nó sang bên một góc như này. Và nền thì nền đá hoa cương. Còn tay lan can thì bằng gỗ và vách kiếng nha. Đây là cái không gian của tầng lửng này. Tầng lửng này thì cái sàn nó cao khoảng 2 m 7 thôi. Trong này thì có thiết kế được một công năng một phòng. Và cái công năng ở cái phòng ngủ này nó khoảng được 23 m² nha. Đây là cái khu vực ở những cái lô giáp đấu lưng với lô này là những cái lô hướng Bắc đó, vì người ta cũng chưa xây. Tất cả bên này khu dân cư Hoàng Hoa thì nó có khoảng độ 15 năm, và hiện tại sổ hồng có riêng 100%, và tất cả bên này có sổ hồng riêng nha. Tất cả bên này tôi nhấn mạnh là đã sổ hồng riêng rồi, không bị ngập nước. Đường Nguyễn Bình thì nhiều chỗ vẫn đang bị ngập nước. Anh ấy ốp cái cao lên đến 1 m 3 để cho thuận tiện cho cái việc dọn dẹp cũng như là vấn đề về chúng ta sau này dễ có chuyện lau chùi cũng như là vệ sinh. Đây, mặt đá ốp cái loại rồi rất là sàn đó, 40 60, này đúng 40 60, những cái mặt này ốp rất là sàn. Tất cả đồ nội thất bên này là thiết bị vệ sinh là Futabi, nó cũng không có thư tên tuổi gì đâu, nhưng mà tôi thấy là cái mẫu này rất là đẹp đó. Cửa thì cửa nhôm kim long nha, và anh ấy cũng làm nền trong nhà đó cao hơn so với cái nền toilet để chúng ta tránh cái trường hợp bị tràn nước. Ơi, nhôm kim long, cửa nhôm cách âm, và nó cũng rất chi là thuận tiện cho cái việc và vệ sinh, hay là nó không có bị sợ mối mọt cũng như ngập nước nhá. Đây là cửa gỗ tự nhiên. Bây giờ chúng ta sẽ lên tham quan trên lầu 1. Chỗ này căn này công năng thiết kế là gồm 5 phòng ngủ, 6 toilet nha. Đây cái khoảng không của cái cầu thang làm so le như thế này, và nó để khoảng không khoảng độ 60 cm, thì nó tạo một cái lộ thoáng nhất định ở trong cái phòng. Đây là cái phòng master đằng trước đây. Bên này thì mới có khoảng được 20 căn đã về xây nhà xong. Đó, đây là cái khu vực ban công sân trước 1 m này. Anh ấy làm ban công cao 1 m 3 và làm bằng sứ nhá. Bên kia thì có 2 căn cũng đang làm hoàn thiện. Đó. Tất cả bên này anh ấy lát bằng đá trắng. Đá này là loại đá 80-80 nha.
thấp hơn so với cốt nền trong nhà, cho nên chúng ta không có sợ bị ngập nước vào cái căn này, nước bị tràn vào nhà. Và cái căn này nó hướng nam, cho nên tôi nhấn mạnh là hướng nam nên rất là thoáng và mát. Anh em đã gắn sẵn ống chờ máy lạnh này, đó, chúng ta chỉ việc về ráp thêm máy lạnh mà thôi. Tất cả cũng là đèn thiết bị điện, đó là đồ MPF. Để tôi bật cầu giao điện lên, rất là đẹp này, đóng thạch cao giật cấp, trần cao thì cũng được 3m1 nha. Đây là cái khu vực toilet, phòng và bồn tắm đứng này, bồn tắm đứng, tất cả đồ thiết bị vệ sinh đó là Hutabi mới tinh 100% nha. Bồn khẩu nhập khẩu cao cấp Aqua. Chúng ta mua căn này về là chúng ta chỉ việc xách vali vào và mua thêm lắp thêm máy lạnh cũng như là đồ điện tử vào là chúng ta sử dụng được ngay rồi. Bếp, tất cả cửa là cửa gỗ gõ nhá, gõ đỏ không bao nữa. Bên này căn này giá đất ở tại khu vực này nó đang khoảng 52 đến 55 triệu, thì một cái lô như này tôi tính trung bình cũng khoảng độ 4 tỷ 3, 4 tỷ rưỡi. Thì khu vực cái toilet của cái phòng master đằng sau cũng làm trật cấp thấp hơn so với cái nền bên ngoài, thấp hơn. Chúng ta lưu ý nhá, xây nhà chúng ta phải làm cái cốt nền trong nhà và toilet nó phải thấp hơn, toilet phải cốt hơn, thấp hơn so với cốt nền ở ngoài này. Đó, nó vừa tránh cái vấn đề về ngập nước tràn ra ngoài cũng như là nó tiện cho cái việc dọn dẹp vệ sinh, mất rất là mát. Tất cả đều có cửa thoáng đằng sau này, cái ô thoáng đằng sau 2m như thế này, 1m chứ, cực kỳ thoáng. Chỗ này, căn này cũng mà nếu mà bây giờ chúng ta mua ở với cái giá 7 tỷ thì chúng ta có thể vay ngân hàng mức tối đa được khoảng là 4 tỷ 7, 4 tỷ 8 nha. Rồi chúng ta sẽ lên trên lầu 2. Cái lầu 2 công năng cũng thiết kế y chang so với lầu 1 vậy. Đây là cái không gian của lầu 2 này, cũng y vậy, không có gì khác biệt hết. Và tất cả những cái không gian của những cái căn nhà phố liền kế như thế này, xây một trệt, hai lầu, ba lầu, thì không gian thiết kế ở trong những cái nhà này nó cũng y chang nhau. Kia là cái Ủy ban Nhân dân xã Nhân Đức kìa, cách khoảng độ 500m nha. Và cách chợ thì cũng khoảng độ 200m. Chỗ này cạnh rất là nhiều siêu thị và trường học, kia có mấy cái trường quốc tế kìa, trường quốc tế và trường Nhân Đức, trường Nhân Đức, chỗ khu dân cư Nhân Đức Phạm Văn Hưng đang xây kìa. Đó, cái trường đang cất nóc rồi, trường rất là lớn nha. Hai trường đại học sư phạm thể dục thể thao và trường đại học tài nguyên môi trường, trường đại học tài nguyên môi trường. Bên này thì có hai cái trường đại học, quy mô nó hơn 15.000 sinh viên, cũng một trường đưa vào hoạt động rồi, còn một trường thì khoảng độ sang năm, cuối sang năm sẽ tuyển sinh và đưa học sinh vào học. Có cửa gỗ, gỗ tự nhiên. Rồi tôi đóng lại cho mọi người coi cách âm này, khung bao đẹp chỉ hết này. Đó, căn này nếu mà xây thô phải mất tầm tỷ 7 đến 2 tỷ cả tiền phần móng cọc, còn nếu mà phần nội thất nữa chúng ta bỏ vào đây phải mất tầm 2 tỷ nữa, 1 tỷ 8 đến 2 tỷ. Thì tức là căn này nếu mà vậy thì 1.5 tỷ tiền xây dựng và 1 tỷ 3 là 2 tỷ 8 phần nội thất, thì giá của cái lô đất này người ta bán 7 tỷ thì cũng không có lời bao nhiêu đâu. Nên là đối với những cái người nào có nhu cầu mua ở sử dụng thật thì có thể chọn những cái căn như thế này về mua là sử dụng ngay. Tất cả cũng đi hết đầu cáp điện nha, cáp internet này, đầu thu, các loại đèn trang trí cũng như là máy lạnh này, để sẵn ống chờ. Và dây điện này người ta cũng đi cái loại dây điện 4 chấm lận, nên là rất là yên tâm về vấn đề về công suất, không có sợ là không đủ công suất cho tiêu thụ điện trong nhà. Và đây thì có tất cả các đầu đều có lắp CB chống giật hết nha. Bây giờ chúng ta sẽ lên trên tầng áp mái là cái sân thượng. Trên này thì chỗ cầu thang này anh có làm một cái giếng trời nha, nó rộng đường kính khoảng được 1m2, 1m2, có tác dụng lấy ánh sáng, lấy gió, và con lắp phách kính ở trên chốc rồi. Và tất cả bên này thiết bị điện này xài có CB chống giật, CB này là 32A này, ở dưới thì CB 40A đó. Đồ điện của MPF tôi không biết có dành rồi. Cái thương hiệu này thì tôi thấy cũng khá là phổ biến, tức là nó không phải là phân khúc quá cao cấp như là mấy cái dòng Panasonic hay là đây. Cái sân đằng trước nó rộng khoảng được 30m2. Chỗ này chúng ta có thể sau này lập mái lên, đó, lập mái che giống như cái nhà kia, làm sân phơi, barbecue, hoặc là để trồng rau, làm sân
tập thể dục cũng như là chúng ta có thể là tăng cái công năng diện tích sử dụng lên, chỗ này làm thành cái kho cũng được nha, bởi vì nhà đã hoàn công rồi. Và đây là anh ấy thiết kế đặc biệt so với những cái nhà khác, là tất cả cái khu tum này cao 2m8 nhưng mà nó lại có một cái đường bên hông đi ra đằng sau như này, và tất cả đều được ốp này, ốp cao 1m2 đó, ốp gạch cả đá cao lên 1m2. Và đây là cái sân đằng sau, sân đằng sau này thì cũng khoảng độ 25m2 đó. Tất cả khu này thì cũng về được ở được khoảng độ 20% nha. Và cách cái khu đô thị GS Metro City cách rất là gần, chỉ khoảng độ 1,5 cây số thôi. Cái đường dây điện kia, dưới đường dây điện là cái đường vành đai để phân biệt giữa cái khu dân cư ngoài và khu dân cư đô thị GS Metro City nha bà con. Và lô này đây trên chóc này, nóc nhà này thì có một cái bồn nước năng lượng mặt trời cũng như là để những cái cục nóng máy lạnh. Thì căn này hiện tại thì đang hoàn công, chắc là khoảng độ 1 tháng nữa là cập nhật sổ xong rồi. Và hiện tại anh ra chủ đề họ cũng không cầm ngân hàng, hướng nam đó, diện tích 5 x 16, một trệt một lửng, 2 lầu và áp mái, nội thất thì như dạng nhà mới 100% đó, hoàn công đầy đủ, giá 7 tỷ. Còn thương lượng ra lọc cho khách hàng nào nhanh tay muốn sở hữu một cái căn nhà phố liên kế nằm ngay kế khu đô thị GS Metro, cách cái trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao và trường Tài nguyên Môi trường chỉ khoảng độ 1,5 cây số thôi, cách trung tâm Ủy ban xã chợ khoảng độ 500m nha. Khu này cho không ngập, nhưng mà ngoại khu đường Nguyễn Bình, lâu lâu đường Nguyễn Bình Lê Văn Lương thì cũng hơi bị ngập một xíu, 15-20 cm nữa. Và bên này thì không có mùi bãi rác Đa Phước nha. Anh em nào có nhu cầu quan tâm hãy inbox trực tiếp hoặc là gọi cho đội nhóm chúng tôi, để chúng tôi sẽ tư vấn thêm cho quý vị các bạn cái những cái căn ở đây, hoặc là hẹn chủ nhà để xem những cái nhà liên kế như thế này. Đó, mẫu tông tân cổ điển rất là đẹp. Ai có nhu cầu thì inbox trực tiếp cho chúng tôi. Xin chào quý vị và các bạn nha.